Sao việc dài thế anh Giác ơi? Mi ơi, bật TV à? Cho mẹ cốc nước được không? Tính mì ra, không chơi mì nữa. Mi ơi, đưa cho mẹ hai ống nước muối đây. Nhìn thấy ống nước muối chưa? Xếp đi đây. Đưa ống nước muối đây. Nhanh. Ống nước muối ở đấy đây, mọi ông vẫn hay giỏ đi. Nhanh lên. Nước ở nhà này làm sao nhỉ? Kiểu điên rồ gì thế này. Này Mi vứt thùng rác cho mẹ này. Nhanh đi lên. Được rồi, tao đánh mày này. Có nói nghe không? Okay. Đưa đi vứt thùng rác. Thank you.
Mi bảo đưa nước muối mẹ không được à? Đôi nỗi sầu thắp buông tay cắt đôi nỗi sầu. Thắp cắt đi từng tí niệm về mình bấy lâu. Đẹp trai thế, mẹ có người yêu chưa? Mi ơi, Mi ơi, nhặt cái điệu của em lên nào, nhanh, nhặt cái điệu lên. Nhặt cái tivi nhé, nhặt cái điều lên, để lên ghế. Cái điều đây. Để lên ghế. Có
Cứu tôi với. Nơi đây quê hương ta đã sinh ra, nơi đây quê hương ta giữ đã chờ, ta đang chiến đấu đôi chân trần phàm. Bia à? Con để đâu? Lấy thạch đi cho mẹ miếng nào. Cho mẹ cái thạch nào. Không có thạch cho tôi ship đi ra thôi. Cái thạch cho mẹ cái nào. Bánh quy bố ăn rồi. Kíp bố ra. Con nhìn đi ở đâu đi đưa mẹ bắt cho.
Ôi trời ơi. Bye.